19. Ăn đậu bắp thường xuyên có chữa được viêm khớp dạng thấp không? Đậu bắp có khả năng chữa bệnh viêm khớp là nhờ hàm lượng lớn canxi, axit folic, chất xơ và các loại vitamin như vitamin A, C, K, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh, cải thiện tình trạng viêm khớp, đau khớp hiệu quả. Mỗi ngày chúng ta có thể dùng 200 g trái đậu bắp non luộc ăn hoặc nấu nước uống thay trà trong ngày. Dùng liên tục từ 1 đến 2 tháng giúp cải thiện tình trạng viêm khớp rất tốt. 20. Trẻ em có bị viêm khớp dạng thấp không? Có ư, viêm đa khớp dạng thấp ở trẻ em là một bệnh tự miễn không do vi khuẩn ấy, biểu hiện bởi tình trạng viêm bao khớp mãn tính và viêm một số cơ quan ngoài khớp. Bệnh thường gặp ở trẻ em từ 3 đến 16 tuổi, có yếu tố di truyền và gia đình. Bệnh biểu hiện rất đa dạng, thay đổi theo từng loại. 21 triệu chứng viêm khớp dạng thấp ở trẻ em. 1. Khớp xương kèm đau và cứng, nhất là vào buổi sáng hoặc sau giấc ngủ trưa. Bệnh ảnh hưởng nhiều nhất đến khớp gối, các khớp bàn tay và bàn chân. 2. Sốt và phát ban, cơn sốt có thể xuất hiện và mất đi rất nhanh. 3. Sưng hạch bạch huyết, chủ yếu xảy ra ở trẻ bị viêm đa khớp và viêm khớp hệ thống. 22. Viêm khớp dạng thấp có phải kiêng vận động không? Không, tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm một số triệu chứng của viêm khớp, đồng thời cải thiện khả năng vận động và sức mạnh của khớp. Tập thể dục giúp hỗ trợ bôi trơn và nuôi dưỡng khớp, giúp giảm đau khớp và cải thiện tình trạng cứng khớp của bạn. Tập thể dục thường xuyên hỗ trợ cải thiện và duy trì mật độ xương của bạn, giúp duy trì trọng lượng cơ thể, tinh thần minh mẫn, người khoan khoái khỏe mạnh. 23. Bài tập nào tốt cho người viêm khớp dạng thấp? Có nhiều dạng bài tập khác nhau để người viêm khớp lựa chọn, tùy vào sở thích cá nhân và tình trạng bệnh mà ta chọn cho mình bài tập phù hợp nhất. Thể dục tổng thể như tập thể dục nhịp điệu, đi bộ, bơi lội hay đạp xe giúp bạn vận động tổng hợp các khớp và cải thiện sức khỏe của tim và phổi hệ tim mạch, đồng thời giúp tăng sức bền và giảm cân hiệu quả. Một số bài thể dục giúp tăng độ dẻo dai, sức mạnh và thể chất như khiêu vũ, bơi lội, yoga. Các bài tập khí công dưỡng sinh thái cực quyền cũng rất tốt cho người viêm khớp dạng thấp. 24. Có nên dùng toa thuốc của người khác chữa viêm khớp dạng thấp cho mình không? Không nên, mặc dù triệu chứng bệnh có thể giống nhau, nhưng tình trạng bệnh lý và cơ địa mỗi người khác nhau, nên không nên dùng toa thuốc của người khác để mua thuốc tự chữa bệnh cho mình. Bạn nên đi thăm khám tại cơ sở y tế để các bác sĩ có sự tư vấn và cho phác đồ điều trị phù hợp hiệu quả. 25. Phòng ngừa viêm khớp dạng thấp như thế nào? Viêm đa khớp dạng thấp là bệnh lý có nguy cơ gây tàn phế do tình trạng các khớp bị phá hủy. Chính vì thế, việc phòng ngừa viêm đa khớp dạng thấp rất cần thiết. Sau đây là những biện pháp phòng ngừa chính. 1. Uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì cân bằng nước và sản sinh tân dịch. 2. Xây dựng chế độ ăn uống phù hợp giúp chống viêm khớp. 3. Tập thể dục đều đặn rất tốt cho cơ thể, đồng thời giúp giảm rủi ro mắc bệnh viêm đa khớp dạng thấp. 4. Duy trì vóc dáng cân đối, thừa cân, béo phì là yếu tố làm tăng áp lực tác động lên sồn, dễ dẫn đến tình trạng viêm. 5. M, tránh tiếp xúc với môi trường ẩm ướt, ông nhiễm, không dùng rượu bia thuốc lá. Là... 6. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về sức khỏe nhất là xương khớp. 26. Bệnh gút có phải là viêm khớp dạng thấp không? Không, gút và viêm khớp dạng thấp là hai loại bệnh lý viêm khớp khác nhau, phổ biến ở độ tuổi trung niên. Đều có những biểu hiện triệu chứng giống nhau là sưng, nóng, đỏ, đau ở các khớp nên rất khó phân biệt bệnh gút do rối loạn chuyển hóa khi cơ thể mất cân bằng axit y và hình thành nên các tinh thể yếu rát lắng động tại khớp gây ra viêm khớp cấp tính bệnh gút thường gặp ở nam giới trong độ tuổi trung niên viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công ngược đến cấu trúc khớp biểu hiện ban đầu của bệnh lý này cũng là viêm sưng nóng đỏ cứng khớp và đau đớn viêm khớp dạng thấp xảy ra ở mọi lứa tuổi và gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như phổi tim mắt và da 27. khi nào cần đi khám viêm khớp dạng thấp Viêm khớp dạng thấp là một căn bệnh diễn tiến âm thầm và để lại nhiều di chứng nguy hiểm. Chúng ta cần đi thăm khám sớm khi có một trong các dấu hiệu sau đây. Cứng khớp buổi sáng, kéo dài 30 phút hoặc lâu hơn, đứng lên ngồi xuống khó khăn, sưng và đau ở nhiều khớp, sưng và đau ở các khớp đối xứng nhau, xuất hiện các nốt thấp khớp, thường xuyên sốt, mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân. 28. Bệnh bút lupus ban đỏ khác viêm khớp dạng thấp như thế nào? Viêm khớp dạng thấp và bệnh lupus đều là hai bệnh tự miễn do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào cơ thể của chính người bệnh. Bệnh lupus ban đỏ có thể ảnh hưởng đến hệ thống các khớp xương trong cơ thể gây đau khớp xương. Tuy nhiên, bệnh lupus chỉ ảnh hưởng đến các khớp ở một bên, trong khi viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đều cả hai bên. Đặc trưng của bệnh lupus ban đỏ là có phát ban hình cánh bướm trên má và mũi, xuất hiện các mảng đỏ trên da, lết trong miệng hoặc mũi thường không đau. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của trần văn luận nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại